Bé ơi, hãy cùng nhau học về các phương tiện giao thông nhé. Xe ô tô. Xe máy. Xe cứu hộ. Xe đạp. Xe cảnh sát. Xe tải. Xe cứu hỏa. Xe cứu thương. Xe chở rác. Xe buýt. Xe taxi. Xe đua công thức 1. Xe scooter điện. Thuyền buồm. Tàu thủy. Tàu điện. Tàu hỏa. Khinh khí cầu. Máy bay. Máy bay trực thăng. Tàu ngầm. Tàu vũ trụ. Hãy like và nhấn subscribe để theo dõi kênh với nhiều nội dung hơn nhé.